một bài toán về tiết kiệm chi phí nhưng mà lại hiệu quả cao cho vườn sầu riêng của bà con chúng ta, tức là trong một cái cơ đọt thì cách chúng ta đi phân như thế nào để thúc đẩy cái rễ cám sầu riêng ra nhiều, ăn phân nhiều và đồng thời giúp cho cái cây sầu riêng của mình cái kết quả cuối cùng mà quý bà con chúng ta mong muốn, tức là đọt đi nhiều. Và đặc biệt là quý bà con chúng ta rất thích cách làm của Willow Farm, tức là vừa đi đuôi tôm và vừa đi đuôi tôm và vừa đi đọt nách. Vườn sầu riêng này thì đang phục hồi theo quy trình của Willow Farm, hiện tại là đang ra cơi mới những cái đọt nách của một số cái cây sức khỏe chưa có được đồng đều á, thì mầm ngủ thì nó vẫn chưa đi nha quý bà con, đọt nách thì nó vẫn chưa đi. Tuy nhiên thì cái dấu hiệu phục hồi thì đã rất là rõ ràng rồi, tại vì nhìn cái đuôi tôm này là bà con cũng biết là rễ ra đang ra rất là tốt nha quý bà con nha. Vậy thì trong video ngày hôm nay, trợ lý Hoàng Anh xin phép được chia sẻ với quý bà con chúng ta, những người giám đốc nhà nông, về cách mà chúng ta đi một cái cơ đọt sầu riêng như thế nào để rễ cám ra nhiều và hoàn thành một cái cơ đọt sầu riêng thật sự khỏe mạnh và đồng thời bảo vệ được cái cơ đọt sầu riêng tránh khỏi côn trùng và nấm khuẩn nha quý bà con nhé. Đầu tiên thì khi bà con chúng ta thấy cái để Hoàng Anh kiếm cái đọt thiệt là già. Đây thưa quý bà con, khi bà con chúng ta thấy nè, cái phần đọt này nè, nó chuẩn bị nó ẩn lên nè bà con nhé, này nó chưa ẩn nè, chuẩn bị nó ẩn lên một chút xíu, tức là nó ẩn vàng lên, ẩn vàng đồng lên chút xíu, thì bà con chúng ta bắt đầu là bà con chúng ta xới nhẹ đất và bà con chúng ta đi một cái lần phân nước giúp cho Hoàng Anh. Nếu theo giải pháp của Willow Farm thì bà con chúng ta sẽ đi cái bộ hàng Thiên Long nhé. Nếu theo giải pháp của Willow Farm thì bà con chúng ta sẽ đi cái bộ hàng Thiên Long này giúp dùm Hoàng Anh. Đây, ở đây Hoàng Anh có đang xài ở đằng kia. Nếu bà con thấy Hoàng Anh đang xài ở ngay chỗ cái khu mà trộn phân, đó là cái xô hàng Thiên Long 5 lít. Để nha quý bà con chúng ta tiện tham khảo luôn nha quý bà con. Đây ạ. À, khi mà cái mũi giáo mà nó đang chuẩn bị nó nhóm nhóm á, thì bà con chúng ta sẽ đi cái bộ hàng Thiên Long, tức là cái bộ này nó sẽ gồm một xô 5 lít hàng Thiên Long kết hợp với hai hũ Miro Trico, thì cộng với 4.000 lít nước. Và Hoàng Anh cho là đầu chu kỳ đó thì bà con chúng ta sẽ xới đất nha, lưu ý nha, đất ở miền Tây hay cả miền ngoài bà con chúng ta phải thới xới đất thường xuyên, mua cái bộ len để xới. Đây bà con chúng ta sẽ thấy nè, đất ở miền Tây nè, bà con thấy bắt đầu cái nó áo cái lớp bề mặt, áo cái lớp rong rêu này lên đó bà con, chúng nó sẽ hạn chế cái sự hấp thu nước và hấp thu dinh dưỡng. Vì thế quý bà con chúng ta cần phải xới lên nha, sau đó bà con chúng ta mới vô phân. Như vậy thì nó tiết kiệm chi phí và nó hiệu quả cao hơn cho quý bà con chúng ta rất là nhiều. Nó chỉ là một cái thủ thuật nhỏ thôi, một cái chi tiết nhỏ thôi, nên như là quyết định cái sự hấp thu dinh dưỡng của cây rất là tốt của bà con. Nó có hấp thu dinh dưỡng xuyên qua đất rồi thì cái rễ cây nó mới được kích thích, như vậy thì cái đuôi tôm của cái đầu đọt sầu riêng chúng ta nó mới le ra nhiều khi nó được cung cấp dinh dưỡng như quý bà con nhé. Thì ở trong cái bộ Hoàng Thiên Long này nó có sẵn cái kích rễ dạng hữu cơ như quý bà con, trong này nó có axit amin, axit fulvic trong biển, tạo biển trung vi lượng hàm lượng cao và đặc biệt có thêm đạm ở dạng chiết xuất từ động vật và kali chiết xuất từ thực vật để giúp cho cây mình nó đầy đủ dinh dưỡng như quý bà con nha. Và bà con biết không, trong này nó còn có thêm những cái nguyên tố hiếm như molybden, có thêm những cái vaccine thực vật để giúp cho cây trồng của mình tăng cường sức đề kháng, như là chitosan đó bà con. Những cái loại này rất là hiếm và rất là tốn tiền, nhưng mà Willow Farm vẫn sẽ phối vô trong cái bộ hàng Thiên Long này để giúp cho quý bà con chúng ta từ một cái mũi giáo mới hơi ẩn thôi nha, từ một cái mũi giáo mới hơi ẩn như thế này thôi thì bắt đầu nó sẽ nhún cái đuôi tôm to ra và bắt đầu đi một cái cơ đọt mới. Vậy thì đầu tiên là Hoàng Anh sẽ kích thích cho cái rễ dưới cây, cái rễ cây nó ra nha quý bà con, cái rễ cây nó ra mạnh. Khi mà rễ cây ra mạnh thì bắt đầu cái đuôi tôm này bà con chúng ta tưới cái bộ hàng Thiên Long ở dưới, thì ở phía trên này bà con chúng ta đi cái bộ vọt đọt giúp cho Hoàng Anh. Cái cơ này thì bà con chúng ta có thể đi là rồng xanh kéo đọt cộng với kim đăng phú giúp cho Hoàng Anh phun trực tiếp vô đọt lá cành để cung cấp dinh dưỡng lên phía trên, và đặc biệt là sẽ đánh thức những cái mầm ngủ này giúp cho Hoàng Anh luôn hả bà con ha. Những cái mầm ngủ dài 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 nè sẽ đánh thức hết những mầm ngủ này. Khi mà nó đi cái cơ đọt thẳng ở phía bên ngoài này thì những cái mầm ngủ ở phía trong nó sẽ đi cùng luôn. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm chi phí trong cái thời gian tạo tàn tạo tán cây sầu riêng của vườn của bà con chúng ta. Từ đó giúp cho quý bà con chúng ta sẽ có một cái vườn sầu riêng cành lá xum xuê, lá nó nhiều quang hợp tốt, và bên trong thì chúng ta cắt tỉa cành tạo tán đúng, nuôi đúng cành thì cái cành nó sẽ to, cành nó sẽ khỏe, chắc khỏe như quý bà con nha. Nha bà con, đó là nguyên lý. Rồi, khi mà cái cây sầu riêng của chúng ta bắt đầu nó mở cái cơ đọt, anh Nghi cứ đứng đây ha, anh sẽ bay qua bên kia. Rồi, giống như là cái cơ đọt này bà con thấy nó đã mở ra rồi nè. Tức là khoảng 10 đến 15 ngày sau. 10 đến 15 ngày sau quý bà con chúng ta sẽ bắt đầu rải phân hắc kim nano. Đấy bà con thấy cái cơ đọt bên này, cái cây bên này nó khỏe hơn cái cây hồi nãy Hoàng Anh đứng. Nó đi cái cơ đọt nách rất là ok luôn. Và khi mà nó le cái cơ đọt mới bà con thấy cái lá nó mở ra. Cái lá nó mở ra nhẹ nhẹ như vậy, một lá hai lá, tức là khoảng 10 15 ngày đó thì quý bà con chúng ta sẽ bắt đầu rải giùm Hoàng Anh một cái cử hắc kim nano. Đó anh Nghi quay cái cử hắc kim nano cho quý bà con chúng ta cùng xem nhé. Hắc kim nano là một cái dạng phân
hạ viên. Đây là thay thế cho phân NPK mà con. Hàng này là hàng Anh sản xuất ở dạng thấp cao, trích ly toàn bộ nước hết, nên là cái viên nó rất là tròn, rất là đẹp, rất là thơm. Không có phối trộn NPK vô cơ kho trong này, không có phối trộn ure gì trong này cả. Đơn giản là đống này nó có đạm, nhưng mà đạm chiết xuất từ động vật và kali chiết xuất từ thực vật. Nhờ cái dạng hắc kim nano này, do nó trích ly nước hết rồi nên nó rất là nhẹ. Khi bà con chúng ta rải đó, bà con chúng ta rải một gốc mà dạng sinh trưởng giống như cây phía sau Hồng Anh đang ngồi á, thì cây sầu riêng cỡ 2 năm tuổi này bà con chúng ta rải từ 100g cho tới 150g, tức là 1kg hắc kim nano bà con chúng ta có thể rải được tầm khoảng 6 cây cho tới 10 cây, rất tiết kiệm chi phí cho quý bà con chúng ta. Và đồng thời cái việc khuân vác đi lại thì nó vô cùng dễ dàng, đặc biệt là những anh em ở vùng Tây Nguyên. Hồng Anh có đi Tây Nguyên nhiều, Hồng Anh thấy là đôi khi là vác chở phân lên tới trên đỉnh đồi để mà chúng ta rải quý bà con. Thì những cái lạng nhẹ nhàng thanh thoát như vậy nó sẽ rất là tiện lợi cho các anh em làm vườn ở phía cánh Tây Nguyên. Và quan trọng là dinh dưỡng thì như thế nào, dinh dưỡng thì nó vô cùng gọi là đầy đủ trong này, đa trung vi lượng, và nó phối luôn cả cái những cái dạng mà bà con biết là cái vitamin và khoáng chất vào trời các bạn, thì trong này nó có đầy đủ vitamin và khoáng chất luôn để giúp cho cây mình sinh trưởng phát triển thiệt là mạnh luôn. Và bà con lưu ý nha, trong một chu kỳ làm đọt của nhà Willow Farm để chia sẻ giúp cho cây mình sinh trưởng phát triển tốt thì tiết kiệm chi phí cho quý bà con chúng ta, thì sẽ đi 2 lần bộ hàng Thiên Long, 2 lần bộ lần hàng Thiên Long mà con, mỗi lần cách nhau tầm khoảng 7 tới 10 ngày. Bà con lúc nãy là Hoàng Anh cũng có chia sẻ là tầm khoảng là chẳng hạn như vừa nhúng mũi giáo thì bà con đi hàng Thiên Long một cử tầm khoảng 7 đến 10 ngày sau. Anh xin phép được chia sẻ lại là 7 đến 10 ngày sau bà con chúng ta đi một cử lại. Và sau đó khi mà lá cơ đọt nó mở đầy ra rồi đó thì bà con chúng ta sẽ rải hắc kim nano coi như là ok la ha. Coi như vậy là hoàn thành một cái cơ đọt của mình rồi. Còn ở phía trên thì bà con chúng ta sẽ quản lý sâu rầy và nấm khuẩn theo cơ đọt. Cơ đọt thì là cái mới nhè le mũi giáo ra thì là có con rầy với con sâu tấn công mạnh nhất. Khi mà lá mà nó hơi mở nhẹ ra rồi thì bắt đầu nấm khuẩn sẽ tấn công mạnh nhất. Nên quý bà con chúng ta có, nếu mà quan tâm tới cây và không sợ tốn chi phí thì bà con chúng ta ngay từ lúc mà le mũi giáo là bà con chúng ta có thể phối trộn thuốc nấm bệnh và thuốc sâu rầy vào chung với cái bộ dưỡng luôn, để khi đó mà chúng ta phun cho cây một lượt luôn, như vậy thì cây nó sẽ được bảo vệ tốt hơn nha quý bà con nhé. Rồi cái bộ dưỡng đọt ở phía trên thì bà con chúng ta sẽ đi theo cái cách như thế này, vô cùng đơn giản luôn. Bà con chúng ta sẽ thấy là khi mà nó le đọt như thế này ha, thì dưới bà con chúng ta tưới hàng Thiên Long, thì ở phía trên bà con chúng ta sẽ phun hàng Rồng Xanh Kéo Đọt cộng với Kim Năng Phú để cung cấp cái dinh dưỡng hữu cơ thông qua lá nha quý bà con. Và khi mà 7 đến 10 ngày chúng ta cũng phun một lần, chúng ta nói chung là tưới hàng Thiên Long ở dưới, thì ở trên phun cái bộ Kim Năng Phú cộng với lại là Rồng Xanh Kéo Đọt. Rồi khi cái lá nó mở ra tầm khoảng 1 cặp tới 2 cặp như thế này nè bà con, thì ở trong cái bộ vọt đọt đó bà con chúng ta cộng thêm rồi combi tạo đỏ giúp dùng Hoàng Anh. Nói chung là trong một cái cơ đọt thì chúng ta sẽ phun tầm 3 tới 4 lần. Trong đó sẽ có hai sản phẩm chính là Rồng Xanh Kéo Đọt cộng với lại cái gì bà con? Cộng với lại cái bạn Kim Năng Phú. Và khi mà để lá nó mở ra rồi, bà con muốn cho lá nó cứng cáp, cây nó sung khỏe, lá nó to dày, thì bà con chúng ta bổ sung thêm 1 đến 2 cử rồi combi tạo đỏ. Còn nếu thấy cây mà không khỏe lắm thì có thể bổ sung 3 cử rồi combi tạo đỏ. Tại vì rồi combi tạo đỏ của nhà Willow Farm là có luôn cả thằng molybden ở dạng nguyên tố hiếm giống như ở trong các căn hàng Thiên Long Hoàng Anh có phối đó, để giúp sao ạ? Giúp cho cây mình tăng cường sức đề kháng vượt qua những giai đoạn rất là khó. Thời điểm Hoàng Anh đang đứng ở vườn này, hiện tại bây giờ đang là 2 giờ chiều đang là 2 giờ 8 phút nha quý bà con, và toàn bộ lá ở trong vườn thì đang rất là sừng sững, không có một cái cây nào bị rụ lá cả. Tức là cái cơ sức khỏe của cây nó rất là khỏe. Anh nghĩ có thể quay luôn cả cái cây mà đang ra đọt non kia. Cây đang ra đọt non mà con thấy lá vẫn đang rất sừng sững, rác răng rất là khỏe. Cây này hôm trước là nó bị rụng hết toàn bộ lá luôn quý bà con, nó mới lợp lại lá mới. Bà con nào làm vườn lâu năm thì nhìn cái bộ lá của cây này sẽ bị hình dung được là nó mới lợp lại lá mới luôn. Và 2 giờ mấy mà lá vẫn đang rất là sừng sững và rất là khỏe như vậy, tức là cây của mình, lá của mình nó đang đầy đủ dinh dưỡng và nó cứng cáp, nó khỏe mạnh nha quý bà con. Từ đó nó quang hợp rất là tốt để cho cái chu kỳ đọt tiếp theo cây nó sẽ bắt đầu nó khỏe rồi, nó sẽ đi luôn cả đọt non, đọt thẳng ở phía trước và đi luôn cả những cái mầm ngủ, những cái đọt nách ở phía bên trong, để giúp cho quý bà con chúng ta tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và cây của mình sinh trưởng phát triển là tốt.
an lòng trong tâm hồn của mình nữa quý bà con ha. Đối với sầu riêng thì nó hơi khó khăn nhọc nhằn hơn chút xíu. Bà con nào đã từng làm sầu riêng rồi, bà con chúng ta sẽ biết chúng ta thương nó còn hơn thương con của mình nữa. Quản lý nó còn hơn quản lý con của mình. Con mình tối đi học về xong mình nhốt trong nhà, cho bạn ở trong nhà chứ không phải nhốt, rồi chỉ cho bạn rồi xong rồi đi ngủ cùng với nhau. Còn với cây thì ôi trời ơi, khóa trời tác động phía bên ngoài luôn, côn trùng, nấm khuẩn, ẩm độ mưa, rồi là lũ lụt, gió bão vân vân, rất là nhiều cái tác động. Mà con thấy mình nắng nồi đồ kia mình vô nhà lạnh quá rồi mình sưởi ấm còn không được, cây không được. Còn nắng quá thì cây nó cũng phải đứng lộ thiên như thế này 24/24, cảm thấy rất là áp bức, rất là khó chịu, rất là stress. Nên chúng ta cần phải có sự quan tâm đầy đủ với cây, và quan trọng nhất là vẫn theo cơ chế của con người chúng ta là tăng cường sức đề kháng, thì ở trong các sản phẩm của Lô Farm Hoàng Anh đều có thêm phối thêm là vitamin và khoáng chất cho quý bà con nhé. Vậy tóm lại là một chu kỳ đọt của Lô Farm thì anh sẽ mời quý bà con chúng ta ở dưới, bà con chúng ta kích thích rễ và bổ sung dinh dưỡng thông qua rễ bằng cái bạn Hoàng Thiên Long này kết hợp với hai hũ Miro Trico cộng với 4.000 lít nước nhé bà con nhé, cộng với 4.000 lít nước, và bà con chúng ta sẽ tưới khi cái mũi giáo nó bắt đầu nó ửng vàng lên, bà con ửng vàng đỏ lên, bà con chúng ta bắt đầu tưới 7 đến 10 ngày sau bà con chúng ta tưới lại bộ này một lần nữa giúp nhiều Hoàng Anh. Thì khi bà con chúng ta bô tưới cái bộ Hoàng Thiên Long ở dưới thì ở phía trên bà con chúng ta sẽ đi bộ đôi hoặc là bộ ba vọt đọt nha quý bà con nha, kết hợp với sản phẩm sâu rầy và nấm bệnh, bà con chúng ta có thể pha chung với nhau để tiết kiệm cái công phun xịt của mình. Và khi mà cái cơ đọt nó đã mở tầm 2 cặp lá tới 3 cặp lá thì bà con chúng ta đó, tức là khoảng 10 ngày sau nữa đó, bà con chúng ta sẽ rải giúp cho Hoàng Anh cái hắc kim nano ha bà con ha, hắc kim nano này sản phẩm rất là tuyệt vời, bà con chúng ta rải và tiết kiệm chi phí cho quý bà con, hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, thay thế toàn bộ phân NPK, và đặc biệt đây là nguồn dinh dưỡng hữu cơ ở dạng giống như là rất là dễ ăn, dễ tan, dễ hấp thu. Nên quý bà con chúng ta khi mà rải đó là cơ thể của cây nó sẽ hấp thu toàn bộ, nó không có bị lãng phí dinh dưỡng nha quý bà con nha, không bị lãng phí dinh dưỡng và không dẫn tới dư thừa đạm. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra nứt thân xì mũ phổ biến ở cái cây sầu riêng chúng ta. Thì khi mà rải hắc kim nano và tưới cái phân nước Hoàng Thiên Long thì sẽ không dẫn tới tình trạng dư đạm, nên sẽ né được cái việc mà vùng hoạt động mạnh của nấm khuẩn do và kết hợp với dư đạm đồ này kia gây ra tình trạng nứt thân xì mũ đó, thì nó sẽ né được cái bệnh đó như quý bà con, và đồng thời nó cũng sẽ né luôn được cái vấn đề là bị lỡ cổ rễ, thối cổ rễ vân vân, do là ở dưới là đạm cũng không nhiều, và toàn bộ những hai cái dòng sản phẩm này, ba cái dòng sản phẩm này đều là cái dạng mà có độ pH tốt, nên nó sẽ cân bằng pH đất, và cái đất của mình nó sẽ không có tạo điều kiện thuận lợi để cho tuyến trùng và nấm khuẩn có hại phát triển nhé bà con nhé. Và đồng thời thì cái hũ Miro Trico này quý bà con, nó sẽ là một trong những cái bạn là hệ vi sinh vật có lợi đối kháng lại những con nấm có hại, nó sẽ giăng những cái mắt lưới để giúp cho cái đất của mình, thứ nhất là tơi xốp, thứ hai cân bằng pH đất, thứ ba giải độc hóa học và giải độc hữu cơ, và cái thứ tư nữa là nếu có xuất hiện tiến trùng hoặc là nấm khuẩn có hại thì nó cũng sẽ là cái vòng đầu tiên để bảo vệ cái rễ cây của mình, cái sức khỏe cây của mình. Dĩ nhiên là khi mật độ nó quá nhiều thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải sử dụng thêm thần sấm hoặc là những cái loại trị khác nữa đối với những cái loại nấm có hại. Tuy nhiên thì Miro Trico này, cái vi sinh vật có lợi này bà con cũng biết rồi, nó luôn luôn là một trong những cái vòng bảo vệ rất là tốt đối với rễ cây của chúng ta. Thì khi bà con chúng ta tưới cái bộ Hoàng Thiên Long cơ hồng cộng với Miro Trico này thì rễ cây sầu riêng sẽ ra rất là nhiều như quý bà con, và toàn bộ dinh dưỡng này đều rất an toàn đối với sức khỏe của quý bà con chúng ta nhé. Và quan trọng nhất là tưới tới đâu cây hấp thu tới đó, bà con chúng ta có thể nhìn vườn này, hồi nãy giờ anh Nghi cũng quay overview cho quý bà con chúng ta xem rồi đó, cây nó rất là khỏe, đọt thì đang tung tăng luôn, mặc dù vườn này Willow Farm mới vừa tiếp xúc thôi, nhưng mà do là mình làm đúng đủ và đều nên cây nó sinh trưởng phát triển rất là tốt thôi quý bà con. Thì vừa rồi Hoàng Anh vừa điểm qua những cái dạng phân bón mà quý bà con chúng ta sẽ giúp cho kích thích rễ cây sầu riêng ra nhiều và hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho quý bà con chúng ta, và đồng thời Hoàng Anh cũng lồng ghép luôn cái cách để chúng ta đi dinh dưỡng phân bón lá, nhưng mà phân bón lá của Willow Farm là dinh dưỡng hữu cơ nha quý bà con, để cho mỗi một cây đọt như vậy bà con chúng ta biết cách để mà chúng ta ra vào phân cho nó hợp lý. Tại Hoàng Anh có đọc ở trên một số hội thì quý bà con chúng ta cũng rất là lăn tăng, cũng rất là bối rối. Thì đối với cái chu kỳ làm đọt của Willow Farm thì bà con chúng ta tưới gốc tầm khoảng 2 lần phân nước và 1 lần phân viên bằng hắc kim nano. Ở phía trên thì bà con chúng ta sẽ phun 3 tới 4 lần dinh dưỡng qua lá, và trong đó có những cái cự quản lý sâu rầy và nấm khuẩn có thể pha chung với nhau. Như vậy là xong một chu kỳ đọt của sầu riêng nha quý bà con nhé. Và sản phẩm Willow Farm
tham thì dinh dưỡng hữu cơ hoàn toàn nó an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho quý bà con chúng ta. Đồng thời thì có đội ngũ chuyên viên tự kỹ thuật và chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ cho quý bà con chúng ta, đồng hành quý bà con chúng ta để sao ạ? Có sản phẩm rồi nhưng phải được tư vấn cặn kẽ để từ đó quý bà con chúng ta có được cái phương pháp sử dụng hợp lý, tiết kiệm nha quý bà con nha. Và trợ lý Hoàng Anh đến từ nhà Willow Farm cảm ơn quý bà con một lần nữa và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Ngày hôm nay thì trời trộm vía rất là nắng và nắng khủng khiếp luôn. Hôm qua thì mưa quá trời mưa luôn nên là cái cây nó sẽ chịu áp lực rất là nhiều quý bà con. Và vì thế mà hồi nãy giờ Hoàng Anh muốn quay quý bà con chúng ta xem, mặc dù hôm qua thì mưa dầm mưa về, ngày hôm nay thì nắng rất là gắt, cái cây sẽ có những cái sự biến thiên về thời tiết nó lớn như vậy á. Cây nào mà mệt quá, cây nào mà sức đề kháng không tốt quá nó sẽ xỉu. Còn trong vườn này khi mà đã sử dụng hàng thiên long hai lần, có rải hắc kim nano một lần thì bà con thấy là rõ ràng là cái lá nó đứng rất là sừng sững, rất là khỏe như quý bà con, một minh chứng rất là sống, rất là động đậy để quý bà con chúng ta có thể tham khảo ạ. Cảm ơn quý bà con một lần nữa và nếu có bất kỳ câu hỏi gì comment lên dưới giúp dùm Hoàng Anh để trợ lý Hoàng Anh trả lời cho quý bà con chúng ta nhanh chóng nhé. Anh cảm ơn và hẹn gặp lại.